Rồi xe đã đến. Xe đến rồi. Chuẩn bị đi chơi. Xe tới rồi, chuẩn bị đi chơi. Hôm nay là đi đảo. Tiger, we're going to the island. Bet, jet, set, dead. Alo.
chuẩn bị đi ra đảo. Thấy chưa? Thấy chưa? Này. Dạ, có gì đúng không? Rêu xanh á. Rồi đứng đó thôi, không có bước xuống nha. Bây giờ mama kêu ra. Đi lắm mà đi ghê lắm rồi nè, rồi nổi không đó. Bạn chứng kinh đây nè mọi người ơi. Đấy gì? Ui.
cũng không được gây hả? Không được gây á. Tàu ra đảo rồi nha. Thank you.
Ồ dễ hả? Chạy luôn dài xong luôn hả? À chị hỏi phải không rồi, chạy luôn phải không?
mà chết rồi. Ồ, nó không có đâu. Nó không có kính ra đâu. Cái này bãi san hô nè, cái này nó bu đầy à, cứng á. Quá là hồi sáng qua nó đi lặn san hô thì ghé chợ mua mấy cái mắt kính, mua hai mắt kính cho hai cho con lặn. Ủa gì, còn nếu mà mắt kính gì đâu có bơi được. Không, ấy là mình đấy là mình thấy gì đâu. Mình vẫn nhìn được, nhưng mà được. Nó hơi rát mắt thôi. Không nhìn được, nó không quen, không nhìn được đâu. Nhìn được nhưng mà nó hơi rát mắt thôi. Không quá rát, còn xin nước này nước muối nữa. Đúng rồi. Mà cũng tốt thôi. Đâu rát mắt thôi. Đâu gì? Không gì. Cái này mọi người đây được nó. Chỉ coi vậy thôi hả? Ở dưới thôi.